Quay đi. Ui giời. Đập quá cá rát anh em ạ. Ở trận này mình sẽ quay cho anh Khoa diễn đàn cầu lông VN. Đấy, anh bên kia là cao 1m86 anh em. Cao khủng khiếp luôn. Một đều. Dạ. Ui, cầu căng lắm anh em ạ. Phong cầu rất cao. Dựng đứng luôn. 2-1. Cầu rất là nhanh. Bắt lưới rất tốt, rất nhanh anh em ạ. Ui giời. Tay cầu trái tay, tay chiêu. Giống như là Lindan. Bên này là cặp vợt trái tay. Cầu ngoài sân. Tỷ số 3 đều. Đi thoải mái. Dựng đứng luôn. Đập cầu tốt. 4-3. Chắc chắn là 4-3 rồi. Cầu tốt. 5-3. Hay quá nhỉ anh em. Anh em thấy chưa? Diễn đàn cầu lông Việt Nam cũng không phải hạng xoàng đâu. Dơ cao đánh khía. Cứ tưởng là đập nhưng mà lại là phồng. Ôi, thủ cầu rất tốt. Sáu bốn. Ui giời. Anh Khoa đập cầu rất cắn, rất cắm anh em ạ. Cầu đi cực kỳ cắm. Ui giời. Đập cầu tốt. Tan nát trái tim anh rồi. Trái cầu đi thẳng vào tim. Cầu ngoài sân. Tỷ số 7-8. Vô. Thành công. 9-7. Ui giời ơi, cái quả này nguy hiểm quá. Có vẻ như là đã có một vết tím ở đùi của đối thủ bên kia. Quá căng. Ui giời. Cắm quá. Cắm quá. Cầu đi quá cắm mà lưới thì hơi cao. Như thế làm sao mà lưới được. Đề nghị là trọng tài bên kia là phải vén cái lưới xuống. Tám không. Bên này vẫn đang chiếm được ưu thế dẫn trước. Và chưa để bị vượt lên. 9-0. Liệu có thể là một pha cầu đều hay không? Lại là giằng co giữa đuổi như cái trận vừa nãy. Cầu ngoài sân. 11-9. Cứ tưởng là phông nhưng mà cứ tưởng là đập nhưng mà lại là phông.
Vào ngoài sân. 12, 9. Cảm giác cầu rất tốt. Ôi. Ui giời. Cú đập như bố bổ. Ôi. Bò ra sân nhưng mà vẫn không đổi. 10-12 sao nhỉ? 0-2 phải không? Đúng rồi, 10-12. Mười ba mười, cầu quán huyện. Thôi xong rồi, dấu chấm hết cho một cuộc tình. 1-3. Chờ đợi vào một màn rượt đuổi tỷ số, trận này có vẻ là cái nhịp độ trận đấu nó nhanh hơn. Cảm giác là hai bên đều thi đấu phóng khoáng hơn trận trước anh em ạ. Đấy, đập cầu tốt, liên tục là những pha đập cầu rất là căng, không khoan nhượng. Không hề có sự khoan nhượng. Rồi. Không hiểu ý nhau. 4-1. 14-11. Quả phát cầu rất là tốt, cầu đi rất sát lưới. Cầu tốt, thành công. Hai vợt à? Cứ tưởng là chạm vợt vào nhau chứ. Rồi, 12-14. Cầu dài. Đổi sân. Đau gạch. Khỏe thật đấy nhỉ. Cầu ngoài sân. 35. Ui giời. Cầu ngoài. 6-3. Hai đội đổi sân. Hy vọng là trận này nó sẽ kéo dài tầm khoảng độ 15 phút thôi và không đến 20 phút như trận lúc nãy. Tốn dùng lượng lắm anh em ạ. Ui giời, cầu tốt. 14-16. Ôi giời, cắm thật. Mười lăm, mười tám. Ui giời. Đau gạch. Không hề có một chút cơ hội nào cho đội bên kia. Sáu tám. Hay quá, lừa cầu tốt. 7-8. Rồi, khoảng cách đã rút ngắn xuống còn 1 điểm thôi. Hay. Cẳng quá, toàn bom thôi. Đội bên kia liên tục nã lại bác anh em ạ.
97. Bên kia là hai đội mà đeo tay hơn. Cầu ngoài sân. 8, 9. Ui, 19 đều. Lần thứ hai trong trận đấu là tỷ số lại bắt đầu đưa về vạch xuất phát. Tiếp tục lại là tỷ số đều, 19 đều. Bắt đầu đến những hồi kết của trận đấu rồi. 2/3 trận đấu là những cái lúc mà cái quãng căng thẳng nhất của trận đấu. Đây là lúc mà anh em nên tập trung theo dõi và diễn biến của trận đấu. 20 đều, quả này chắc chắn là 20-19. Chắc chắn là 20-19, không biết là nghiêng về bên nào. Đông Anh giơ cao đánh khẽ rồi. Lại là giơ cao đánh khẽ. Liên tục là những pha cầu mà rất là hiền từ. Xoa má một tí thôi. Giơ tay định tát nhưng mà chỉ xoa má thôi. Cầu ngoài. Đúng như dự đoán là 20-19. Mình đã dự đoán chính xác anh em ạ. Tỷ số 0-9. Đường dài mới biết chữ hay này. Ăn về cuối trận anh em ạ. Đấy, 1-9. Bên này bây giờ mới bắt đầu dẫn điểm. Và biết đâu ấy, thường thường thì có thể là sẽ là dẫn đến tận lúc thắng luôn. 21-19. Liệu có phải là một pha lội ngược dòng hay không? Xin mời anh em cùng theo dõi. Đập cầu cực kỳ căng nhưng chưa thể dứt điểm được. Quá khéo, vẫn còn. Cầu còn nguyên. Còn nguyên. Cầu ngoài sân. 20-21. Không một. Trong ngoài nhỉ? Có trong sân thì phải chứ. 23-20. 30. Hay lắm. Góc cầu góc quay ở khá xa và không thể check va được. 4-0. Không thể biết trước được điều gì anh em ạ. Cuối trận thì bên này đang dẫn là khá xa. Cầu lộn lưới quá hay. 1-4. Liên tục dẫn trước từ 3 đều lên đến tận 18. Cuối cùng lại bị để lật ngược lại là 19 đều. Và bây giờ thì bên Anh Khoa đang phải trả giá. Và đang phải nỗ lực để lấy lại những gì đã mất. Rất tốt. Pha cầu quá hay. Lợi thế chiều cao đã giúp cho anh áo đen đã có một cái pha găm cầu trên lưới. Không lối thoát. 5-1. Lộn lưới à? Không còn nhìn rõ những gì xảy ra ở trên kia lưới anh em ạ, xa quá. Điểm 2-5. Đông Anh. Đông Anh. Cầu ngoài sân. 3-5. Cố gắng săn bằng tỷ số nào. Cố gắng lại đưa trận đấu về thế giằng co. Trận này thì nó không có cái sự là hoán đổi vị trí liên tục như cái trận vừa nãy.
giời ơi. Pha cầu trên lưới quá tốt của anh Khoa. 4-5. Rồi, lâm đều. Bắt đầu là đến những phút kịch tính nhất của trận đấu rồi. 15 phút đã diễn ra. Và 6 điểm còn lại thì nhiều khả năng là sẽ mất ít nhất là phải đến 5 phút nữa. Không kém thì trận lúc đấy anh em ạ. Cầu ngoài sân. 6-5. Lại dẫn, được dẫn trước rồi. Bên này lại dẫn trước rồi. Ui giời. Ép cầu quá nhanh. Không thể kịp thủ. 26 đều. Tiếp tục là tái lập cái trạng thái cân bằng. Tỷ số hòa 27-26. Bây giờ mới chính thức là những cái lúc mà giằng co về điểm số. Đập cầu rất khỏe. 27 đều. Liên tục là san bằng tỷ số, nhưng mà bên anh Khoa thì từ nãy giờ là chưa thể dẫn trước được một lần nào. Từ thời điểm 19 đều là đến hiện tại là chưa thể dẫn trước một pha nào. Bỏ nhỏ rất tốt. Đông Hạnh. Ưu thế chiều cao đang phát huy tác dụng anh em ạ. Ô, cầu còn nguyên. Hay quá, còn nguyên. Quá khỏe, bên kia thủ quá tốt. Ôi, có vẻ như đang chùn tay rồi. Rồi, chưa biết kèo. Rồi, quá hay cái pha này, quá mỏi rồi. Cái pha này tí nữa vào mình sẽ phải đếm lại xem là bao nhiêu đường cầu. Cái pha giằng co quá hay. 28-27 sao nhỉ? 28-27. Rồi, bên này lại dẫn trước. 8-7. Bên kia nãy giờ chưa vượt được lần nào. Mặc dù là dẫn trước từ 3 đều lên đến tận 19. Cầu ngoài sân lại 28 đều rồi. Cần quá nhỉ. Cầu tốt. 29-28. Lại tiếp tục dẫn trước. Khoảng cách chỉ là một điểm thôi. Chưa thể tạo ra được khoảng cách đến 2 điểm. Và từ nãy giờ thì bên kia cũng chưa thể lật kèo để dẫn trước. Đập cầu rất tốt, nhưng bên này còn thủ còn tốt hơn. Hay quá. Ôi, 29 đều. Quá bất ngờ. Một pha chuyển hướng bỏ nhỏ rất hay, khiến cho đối thủ bên này không kịp trở tay. Quá bất ngờ. Anh em ơi, 30 chưa phải là Tết. Bây giờ mới là đến lúc lại bên kia bắt đầu lại lấy lại được cái vị thế dẫn trước. Liệu có thể dứt điểm được, kết thúc được hay không? Rồi, dứt điểm ngay vào mồm. 30 đều. Vẫn cứ phải là cách 2 điểm. Căng thẳng quá, gần bằng trận lúc trước rồi. 19 phút 50 rồi. Ba mươi đều. Liệu bên nào sẽ là bên giành chiến thắng, anh em cùng dự đoán thử xem bên nào sẽ là bên chiến thắng nhá.
Đọc anh. Cầu không qua lưới. 31-30. Hay quá. Rằng co từng điểm số và bây giờ thì cả hai bên đều đang rất là mệt rồi. Đập. Dứt điểm luôn. Sút. 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 Cầu không qua lưới. 3-1 nào. Quá căng thẳng. Không biết là đến bao nhiêu mới có thể dứt điểm ở đây. Liệu trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số bao nhiêu? Cố lên này. 2-1. Quá đáng tiếc. Không thể là thua được. Quyết tâm phải giành giật lại điểm số. Rồi. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với cái tỷ số là 31 hay mấy nhỉ? Ồ. Nhỉ. Lại mà mệt quá. Hay quá anh ạ. Kinh khủng, mệt. Quá kinh khủng. Vẫn là hơn 20 phút, 21 phút. Hay quá, hay quá.